Sáng nay 20 tháng 1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc Tết tại Quảng Ngãi. Tại đồn biên phòng Đức Minh, huyện Mộ Đức, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tích mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đức Minh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí mong muốn cán bộ chiến sĩ sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020, giúp nhân dân cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn, đón xuân đầm ấm hạnh phúc. Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác cũng đã tới thăm và chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, gồm gia đình ông Võ Phấn, Đỗ Quang Thắng, Trần Cao Minh và Phạm Thanh Biền ở thành phố Quảng Ngãi.